cuộc sống của em. Mình với ông xã mình là đi tour 2 ngày. Thì bây giờ cũng có một số người đi tới đây đi, đang chờ xe bus đó các bạn. Thì hôm nay đi những đâu thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Hôm nay là cái tour 2 ngày của Sunny Travel sẽ đi chiếc xe bus này nè các bạn. Xe bus đi du lịch đẹp chưa? Bây giờ xe bus đã tới thành phố Lubbock rồi đó các bạn. Thì mọi người đi, ông dẫn phái đoàn đó, ông cho xuống đây để mà mọi người đi tiểu đó các bạn, đi washroom đó các bạn. Đây là thành phố Lubbock. Coi như là ghé đây 20 phút. Đi trên xe vui không các bạn nè, giờ nhảy đi trên xe bus mà giờ nhảy đầm mà giờ karaoke nữa nè các bạn. Bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không, ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong cuốn cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào thôi, thế là thôi, là kết nghĩa xưa. Nhắc đến thay buồn tình kia ngắn đôi đường, nhật ký đời tôi đi thêm một lần thôi. Đây ca sĩ Phương Dung đang ca bản Đất Mộ Cuộc Tình nha các bạn. Áo hoa pháo đỏ dù nồng, có ai đã cả tội anh về đây ghé thăm con. Tình xưa còn cũ gặp nhau đây đêm mấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi. Ngày đó bay em dài cuốn cuộc tình yêu. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Trời trai gió thương về tăng cô. Bây giờ là ông xã yêu hát đó các bạn, hát bài Sầu Đông. Tình sầu lạnh buốt đêm thương. Rồi em mời đây đi. Có cái nhà. Bây giờ là đang ở xe bus đang đi bên Mỹ đó các bạn. Đây là cái dãy núi hai bên đường. Rất là đẹp đó các bạn. Anh về đó. Không phải cái đó anh. Coi như là những cái đi đường mà có cái dãy núi vậy là Canada mình đã quay nhiều rồi, nhưng mà hôm nay đi đường xe qua bên Mỹ đó, thành ra mình cũng muốn quay một đoạn cho các bạn xem đó. Hai bên đường rất là đẹp các bạn. View để đẹp cái khúc này đẹp đúng vậy. Wow, đẹp quá các bạn, cái này mà quay live cam quay từ trên xuống dưới là rất là đẹp đó các bạn. Ồ, đẹp quá xá các bạn. Ở dưới là một cái lake nhỏ các bạn. Ồ, ở đây đẹp quá. Quý vị vào cái dòng Missouri. Chút xíu nữa bên đây, chút xíu bên đây, chút xíu bên tay phải, chút xíu bên tay trái không vậy? Tự đâu? Đó, hai bên thì các bạn thấy rất là đẹp.
ngày xưa. Để cho anh kể nói chuyện à, nói đi. Bao nhiêu năm tôi lấy nói về mặt nữa. Coi như là đoàn người đi đó, xe bus đã đi tới khởi hành từ lúc ở Calgary, Canada. Khởi hành đi là lúc đó là 7 giờ mà bây giờ là 3 giờ chiều các bạn, 8 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ ở đây là Mountain River thì mọi người đi xuống đây để mà đi du thuyền đó các bạn. Mọi người đi xuống đi cái chiếc tàu này đó các bạn, trên cái dòng sông Mountain River đó các bạn. Thích quá. Đó. Mọi người ở trên cái chiếc tàu này đi đó là 1.5 tiếng đồng hồ đó các bạn. Bây giờ bên đây thời tiết đang nắng nóng quá chừng luôn. Các bạn thấy bây giờ chiếc tàu đó ra giữa sông rồi các bạn. Thì đi trên cái tour hôm nay đó là người Việt với lại người Hoa. Nó còn trên cái tàu này là mấy người, có mấy người Tây đó, là không phải là đi chung một cái tour với lại bọn mình đó. Đây là xung quanh cái chiếc tàu, nó rất là đẹp. The gold rock underneath the bird is also interesting. I know it doesn't look like much, but this is a Precambrian metamorphic non-fossiliferous rock. Does that help? Precambrian, the age of the rock, 1,000,000,000. Bây giờ tàu đi sát vô trong cái vách núi thì để cho mình nhìn thấy những cái con thú vật chung quanh cái núi này đó các bạn, cái màu thần này. And it blooms in the spring, late April, early May, and it's covered in tiny pink blossoms. Đẹp như trong tranh luôn các bạn. The world is still fine growing. Đẹp quá các bạn. Các bạn thấy ở dưới người ta đi. I realize it's difficult to see it out of this boat. Actually, this boat would be a better greenhouse than the turtle. It's comfortable, it's just difficult to see out. So. Đẹp quá đẹp nè các bạn ơi. Đẹp như là một bức tranh vẽ vậy các bạn. Đúng là giống như cảnh thần tiên luôn các bạn. Bây giờ chiếc tàu nó chạy xoay tròn đó các bạn. Look at all the trees that are blown over, rotten out over here. This is still the Meriwether fire of 2007. Các bạn thấy có những cây thông trong đó, đó là trong đó là rất là nhiều thú vật nó sống ở trong đó đó các bạn. Coi như du thuyền 1.5 tiếng đồng hồ đến đây đã kết thúc rồi, bây giờ tới bến rồi. Coi như cái đoàn người đi tour này phải xuống thuyền đi lên xe bus. Dạ, đi trở về hotel đó các bạn. Rồi, đã xong 1.5 tiếng đồng hồ đi pool du thuyền ở Mountain River đó các bạn. Sắc đẹp cái gì? Mình đứng tôm lên theo còn gì vậy? Chìm luôn hả? Chìm luôn hả? Mình phải nổi cái chìm đi. Như bây giờ mọi người đã tới cái này là thành phố
break for đó các bạn. Bây giờ xe bus đã tới nhà hàng rồi các bạn. Từ ngay chỗ cái hồ nước mà đi du thuyền á, đi tới đây là 1.5 tiếng đồng hồ đó. Thì tối nay cái đoàn người mà đi tour đó thì ăn ở nhà hàng này. Nhà hàng này là của người Mông Cổ đó các bạn. Các bạn có từng ăn đồ ăn Mông Cổ qua chưa? Thì một hồi mình vô trong mình quay chút xíu cho các bạn xem nha. Đi tới đây là mọi người cũng là mệt rã rời rồi, đói bụng lắm rồi các bạn. Đây, đó. Cái chảo của người ta bây giờ người ta đang xào đồ ăn đó các bạn. Thì ở trên cái chảo đó các bạn thấy nó có 3 chỗ nói người ta xào, tức như là 3 phần order đó các bạn. Cây chung hay là